Đố anh em tìm được một con xe đạp nào chất lượng hơn con xe đạp này đấy. Đố luôn nhá. Thách thức toàn TikTok xem có con xe đạp nào xịn hơn con chiếc xe đạp Maidu R1600 này không nhá. Tay để lắc này, LT Gu của Galaxy luôn nhá. Giá 4 củ 3 thôi. Phanh địa cơ và 2 tầng lip, đĩa to nhá. Bình thường giá 4 củ chỉ có 3 tầng lip, đĩa nhỏ xíu thôi. Tốc độ chưa thỏa mãn anh em. Thì đây, trang bị luôn cái đùi đĩa 2 tầng của Maidu luôn, 50T và khung fix gear. Ok chưa? Nhiều bạn bảo là road nhìn khung dáng không xấu, muốn độ từ fix gear lên road ấy để lấy cái khung của fix gear. Thì đây, xe này là làm luôn cho anh em. Anh em vừa đỡ tốn tiền độ này, vừa có khung đẹp luôn này, khung hợp kim nhôm nhá anh em nhá, chắc chắn đấy. Và đây là bản màu xanh xám nên là nhìn khá là đẹp đấy, ngầu đấy. Xe này chỉ có trang bị bộ chuyển động của LT Gu R3 thôi anh em ạ. Nhưng mà không sao cả, về tốc độ thì về độ chính xác nó cũng không quá lắm đâu. Và xe đạp này cũng cái dáng khung rất là thấp, anh em khoảng tầm 1m4 này, 1m37 nhá là anh em đi được luôn chiếc xe đạp này. Anh em báo thủ nào cần xe đạp đua giá rẻ thì vào việc ngay chứ còn gì nữa.